chào mừng các bạn đã đến với thủ thuật kinh học ha. hôm nay thủ thuật kinh học sẽ hướng các bạn cách để mà kiểm tra thông tin thuê bao, à, tức là kiểm tra thông tin thuê bao số điện thoại của mình ha. À, mình có thể kiểm tra được sim của mình có chính chủ hay không. ở ha. đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra sim chính chủ của Viettel và Vina. để, để kiểm tra thông tin thuê bao của sim của mình đang sử dụng thì các bạn sẽ làm như sau. có nhiều cách thực hiện nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn là hai cách để thực hiện ha. cái thứ nhất, cái đơn giản nhất là các bạn sẽ sử dụng tin nhắn à, để có thể kiểm tra thông tin sim của mình có chính chủ hay không. Thì mình sẽ vào phần nhắn tin. Rồi ok. Ở đây thì các bạn sẽ chọn tin nhắn này click vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ nhắn tin đến số là 1414. Rồi, đến tổng đài 1414 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ còn còn nội dung soạn tin là đây, T T T B. Tức là thông tin thay bao, ha? thông tin bao của mình. Rồi các bạn sẽ chọn sim mà các bạn muốn gửi để các bạn kiểm tra. À, ví dụ như mình chọn sim một ha, để sim này nó sẽ gọi, mình sẽ gọi gửi, rồi sẽ chờ đợi ha. Đó, thì nó sẽ hiện ra thông tin thuê bao của mình nè Đó, họ tên, ngày sinh, thẻ căn cứ công dân của mình, cũng như là ngày cấp căn cứ công dân, và ngày kích hoạt sim. Hiện tất cả thông tin thuê bao của cái sim việt theo của mình ha. À, đó là cái trường hợp thứ nhất là các bạn sử dụng sim việt theo tương tự như vậy các bạn có thể sử dụng tương tự các bạn cũng có thể uh, kiểm tra thông tin thuê bao của những cái sim khác như là mobi vina Vietnam việt nam mobile cũng tương tự ha thì các bạn cũng soạn tin nhắn là tttp tức là thông tin thuê bao viết tắt ha các bạn bây giờ mình sim vina mình chọn này thì nó cũng sẽ gửi ha gửi để mình kiểm tra thông tin chọn gửi đó thì nó sẽ gửi gì đây nó sẽ ra kiểm tra ra họ tên ngày ngày sinh ngày số giấy tờ đăng ký đối với cái The vina của mình. Rồi, ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn sử dụng ứng dụng để kiểm tra mà không cần phải nhắn tin. Thì các bạn sẽ vào nói với theo thì các bạn sẽ vào ứng dụng My Viettel nè. Vào ứng dụng mai Viettel. theo các bạn kiểm tra ha. Rồi, thì đối với ứng dụng My Viettel này cho phép các bạn kiểm tra thông tin cách dễ nhanh chóng dễ dàng mà không tốn phí. Thì các bạn sẽ tiến sau khi tải ứng dụng My Viettel về À, trên uh, App Store hoặc là sẽ lay về thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào thì đây nếu các bạn nhận lần đầu thì các bạn có thể nhập số điện thoại vào để đăng nhập ha rồi sau đó các bạn có thể đăng nhập bằng vân tay hoặc là đăng nhập nó sẽ bằng OTP để đăng nhập vào thôi đăng nhập OTP này chọn đăng nhập bằng OTP à, đối với ứng dụng MyViettel này đó nó sẽ gửi mã OTP đến cái số điện thoại của các bạn ha đó, các bạn sẽ tiến hành đăng nhập dễ dàng thôi đó, đồng ý cho đăng nhập vô đó. À, như mình đã đăng nhập vào đăng hoạt và ứng dụng mai của mình ha để kiểm tra thông tin thuê bao thì các bạn sẽ vào cái phần dấu ba gạch đây nè rồi các bạn sẽ thấy tên và số điện thoại mình trên này chụp kích rồi thì lúc này nó hiện ra đây thì đây các bạn sẽ thấy được cái tài khoản của gốc của mình là còn bao nhiêu tiền luôn ở đây các bạn vào phần cá nhân đó thì các bạn sẽ thấy được tên của mình rồi, rồi số chứng minh nhân dân rồi họ tên của mình rồi ngày tháng năm sinh của mình ha sẽ có đúng không rồi khi các bạn kiểm tra được thông tin thuê bao của mình dễ dàng chatbot để kiểm tra cũng được ha đây các bạn kích vào nút checkbox nè. À, cái hàng checkbox của dùm mai bị nha. Các bạn chọn thông tin thuê bao nè. Đó. Và các bạn chọn thông tin khách hàng nó nó cũng hiện thông tin thuê bao của mình. Đó. Nếu như không đúng thì các bạn có thể ra cửa hàng Viettel để đăng ký lại ha. Rồi. Đó, cách kiểm tra thông tin thuê bao ở trên ứng dụng mai Viettel này. Rồi đối với cái sim Vina thì các bạn cũng sẽ các bạn cũng sẽ tải ứng dụng mai VMPT. Mai VMPT đây. Rồi. các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào ứng dụng này để các bạn kiểm tra thông tin thuê bao. Để bắt đầu sử dụng ha rồi ở đây thì mình cũng sẽ nhập đăng nhập vào để các bạn chọn đăng nhập ha đăng nhập vào rồi nhập số điện thoại và các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào ha rồi chọn gửi mã OTP rồi nó sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại để các bạn cái hình đăng nhập ha rồi đăng nhập vào rồi ok nó sẽ đăng nhập vào tài khoản đăng nhập vào cái tài khoản của mình ha rồi sau đó các bạn sẽ chọn thông tin thuê bao đây đó thì nó sẽ hiện ra thông tin thuê bao của cái người đăng ký sim của mình ha. nếu như không đúng cái thông tin của mình thì các bạn có thể ra cửa hàng của Vina để các bạn có thể thay đổi lời thông tin cho nó đúng ha. rồi đó là cách để các bạn kiểm tra lại thông tin thuê bao ở trên điện thoại với cái sim viettel hoặc là Vina một cách dễ dàng. rồi đến đây mình xin kết thúc video tại đây. cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhảy ha. Để thấy video hay bổ ích hãy nhấn đăng ký kênh Thuộc kênh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuộc Kình Học ha. em gặp lại các bạn video lần sau.